Smile. Smile. Yeah. Sau đây xin mời người lạ ở phương xa là chị. Em hỏi chị chung em hỏi anh. Anh phải nói là em là em gái của anh Tom. Bây giờ luôn, giới luôn. Lan là em ruột của anh Tom Trần. Và Thúy Tina là chị dâu của mình. Đẹp ghê, đẹp chị dâu mình đẹp gái không? Quá đẹp. Ngon không chị? Nó cái tốn kìa. Bây giờ ca sĩ luôn luôn phải đứng lên nha. Ca sĩ làm hồ sơ này khác giả lắm. Quen rồi. Ok, mình xin tự giới thiệu với là Kiều Anh. Kiều Anh, nhưng mà tên thiệt của mình chính là Annie, giống như người vợ của em không? Annie Phạm. Và đây là ông xã của mình là anh Trung Đoàn. Chị chỉ nghe vào đó hả? Chị dám chỉ mặt nữa. Okay. Trước tiên đó là mình cảm ơn anh Tom với lại Thúy Tina đã giới thiệu mình lần đầu tiên đi chơi với group này. Gặp nhiều lần ở party nhưng mà lần hôm nay là lần đầu tiên đi đi cruise với nhau. Hy vọng là sẽ chúng ta sẽ có dịp quen biết và có một have a good time. Ok. Rồi. Xin hết ít còn linh tinh. Đặc biệt là cũng cảm ơn anh Tom với lại Annie, nhất là anh Tom. Một người rất là chu đáo. Từ everything to be very detailed. Để chúng ta có dịp gặp gỡ nhau ngày hôm nay. Rồi xin chúc cho mọi người có một chuyến đi thật là vui, nhiều kỷ niệm. Ok. Và enjoy hết mình nha. Yeah. Ở đây nhiều ca sĩ lắm á. Rất là nhiều ca sĩ nữa và dancer nữa. Chào anh làm anh rung quá. Tất cả rất là vui vẻ và happy lắm tất cả anh chị. Và nhất là cảm ơn Tom và Annie. Cảm ơn tất cả mọi người chia sẻ những giây phút này. Và vì cuộc đời có bao nhiêu hân thật nữa không? Cảm ơn mình phải vui vẻ với nhau và tha thứ cho nhau và chơi những hết lòng. Và cảm ơn tất cả. Lần đầu tiên đi cruise. Với lại cảm ơn Tom và Annie để có cái phòng này. We look forward to having you. Đây xin giới thiệu đây là Nam, là Vicky, là bạn của Nam. Cảm ơn Tom and Annie, tất cả các bạn cho Nam và Vicky cho chúng ta ngày hôm nay á, nếu mà từ giờ cho đi quý vị mà nghe nhạc Mỹ là chuyên trị. Chuyên trị gia làm sao thì mời anh Tom lên giới thiệu với chị Thúy nào. Senior member. Quý vị biết bà chị tôi chị Thúy này là nhìn mặt chứ là mình thấy vui rồi. Quý vị đồng ý không? Anh Trung với anh Nghĩa bà tụi là lớn hơn. Leo not only là no more president FHA, he's so happy. No more burden, right? Yeah, that's right. And he lost 15 pounds. That's good. not that he wanted to, right? Yes. Food poisoning. That's bullshit. Okay. Hey, in front of our audience now. Come on, that's okay. Between us. Layla, my son, Zoe. Okay. And I'm Tom. That's my sister-in-law, you know, and Mia, my brother-in-law. So.
This is the second time we do the group together on a trip. It was 2 years ago, right? 2 years ago. Okay. I think we had a lot of fun. I think we're going to have a lot of fun this time with a lot of new people, especially in Nam. You only sing one song, you're going to be singing five songs before we leave. Otherwise, we're going to throw you in the water. Right? We can, all about us, we can take you and throw you in the water. Person no. Overboard! Okay, anyway, I think everybody, you should feel free to have to come to Tom's place every night. We're going to trash this place. Uh-oh. Trash this place. Don't stand. He invites us to come every night, right? Close the door. I'm just kidding, Tom. But appreciate you and Andy opening the door for us to come in and have fun. Anyway, we'll see you guys around. Tí bậy á. Em là bất chất xin lỗi. Các anh chị em cũng hơi little crazy chút xíu. Ông xã em bỏ em đi rồi. Trái quá vậy Ken Nguyên. Lúc nào cũng kiếm cách để bỏ em đi hết trơn đấy. Nhưng mà cảm ơn các anh chị đã chị vui với em. Nếu mà em có gì chưa mất thì ráng chịu đi chứ. I'm not going to change anything. So. Em là bất, ông xã là anh Bảo. Không biết nói gì luôn. Cảm ơn anh Thọ và Andy đã tạo điều kiện cho group mình. Thôi hát kiểu bây giờ đề nghị anh Leo hung Thọ một cái. Ok, well, Leo nói hết rồi, so mình sẽ schedule anytime, anh em muốn ca hát nào cứ tới đây. Thọ đã set up everything rồi. Tối nay sau khi dinner lúc mà mình đi show thì họ sẽ set up một cái party cho mình ở đây, welcome party. Very good afternoon, ladies and gentlemen. This is Captain Marshall from the Navigational Bridge. Làm sao mà biết
người yêu người. Rộn ràng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui, dịu dàng một nỗi.